Xin chào quý anh chị và các bạn. Quý anh chị thân mến, và tiếp theo trong cái video của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái tác dụng chữa bệnh và làm đẹp của trà xanh. Nếu mà bạn bỏ qua thì thật sự là rất lãng phí. Từ xa xưa thì ông cha ta đã có cái thói quen sử dụng trà xanh để pha nước uống. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết đến những cái tác dụng của lá trà xanh đối với sức khỏe và sắc đẹp. Đây là cái loại cây mà lá và chồi của chúng được sử dụng để sản xuất chè. Trà xanh hay gọi là chè xanh đấy. Tùy theo mỗi vùng miền mà trà xanh được gọi với các tên khác nhau. Mỗi loại chè có cái đặc trưng, màu sắc, hương vị khác nhau. Dựa theo đặc điểm hình dạng và cái nơi trồng khác nhau, có thể chia trà xanh làm 4 loại. Trà xanh lá nhỏ, trà xanh lá to, chè tuyết, chè Ấn Độ. Cây trà xanh thuộc loại cây cổ thụ lâu năm có tuổi thọ hàng trăm tuổi. Cây càng già thì gốc càng lớn và nhiều nhánh, nhưng trồng lấy lá cho nên chỉ giữ lại cái độ cao từ 1m đến 1,5m để tiện chăm sóc và thu hoạch, kích thích cho ra nhiều lá. Cây chè ưa nắng, không chịu được trong bóng mát, chịu được khô hạn. Thân cây trà xanh to, tròn và chắc khỏe. Lúc còn nhỏ, thân thường có màu xanh đậm, thân có lớp vỏ mỏng bên ngoài, lá mọc rất nhiều mỗi cây. Đây cũng là cái bộ phận quan trọng cần thiết nhất ở cây chè. Lá chè có hình trái xoan, hai mép có răng cưa, đầu và đuôi nhọn dần. Lá chè dài từ 4 cm cho đến 15 cm, rộng 3 cm cho đến 5 cm. Lá tươi có rất nhiều caffeine hơn lá già. Lá non màu xanh lục hơi nhạt. Bên dưới có nhiều cái lông non. Lá già thì chuyển sang cái màu lục sẫm, hoa chè màu trắng, ánh vàng. Đường kính từ 2,5 đến 4 cm với 7 đến 8 cánh hoa. Trà xanh thì ra hoa vào tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Cây chè có rất nhiều quả. Quả chè tròn, đường kính 2 cm đến 3 cm. Bên trong lớp vỏ thường có 2 đến 4 hạt nhỏ. Khi già thì quả hóa gỗ rất cứng và chuyển sang cái màu nâu đậm. Và thường khi mà cái kết thúc cái đợt hoa từ tháng 9 đến tháng 12 thì quả sẽ chín vào tháng 10 và tháng 11 năm sau. Và các cái nhà khoa học đã chứng minh là trong trà xanh có chứa các cái dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Tác dụng của các cái dưỡng chất với từng bệnh cụ thể. Chất catechin thì tác dụng giảm nguy cơ gây ung thư, giảm kích thước khối u, giảm lượng đường trong máu, giảm cholesterol, diệt khuẩn, diệt virus cúm, chống hôi miệng. Còn chất caffeine thì có tác dụng chống buồn ngủ, giảm mệt mỏi và lợi tiểu. Còn vitamin C thì tăng cường sức đề kháng, chống cúm. Vitamin nhóm B trợ giúp cho các quá trình trao đổi carbon hydrate của cơ thể. Chất flavonoid là có tác dụng giảm huyết áp, tăng cái độ bền vững cho thành mạch. Còn chất chống oxy hóa mạnh thì bảo vệ các cái tế bào da. Nước chè tươi đặc còn có cái chất diệt khuẩn sát trùng mạnh nên là dùng để rửa mặt trị mụn hiệu quả. Chất polysaccharide làm giảm đường máu, điều hòa huyết áp ở mức độ ổn định. Chất fluor là chống sâu răng, bảo vệ răng miệng viêm lợi. Bên cạnh đó thì hợp chất trong trà có hiệu quả là tăng cường cái độ đàn hồi của cơ tim, giảm lượng mỡ trung tính và cholesterol trong máu. Trà xanh cũng có lợi cho cái việc mà tăng cường khả năng tình dục. Trong trà xanh có chứa 20-30% hợp chất có thể ức chế và diệt khuẩn, ngăn ngừa cơ quan sinh dục bị viêm. Hương vị trà có tác dụng là hưng phấn thần kinh, chống mệt mỏi. Nước trà xanh có chứa nhiều hoạt tính dược học, phòng ngừa được nhiều bệnh. Uống nước trà xanh đều đặn hàng ngày có lợi cho sức khỏe. Tập quán uống trà xanh bắt nguồn từ Trung Quốc cách đây là khoảng 800 năm sau công nguyên. Thì ngày nay thì trà xanh được coi là một cái thứ nước uống dân dã phổ biến tại Việt Nam. Từ việc mà cải thiện chức năng bộ não của bạn tới cái khả năng làm giảm nguy cơ ung thư, giảm cân. Đó cũng là những cái lý do mà bạn nên uống trà xanh ngay bây giờ. Dưới đây là một số các tác dụng của trà xanh đối với sức khỏe. Thứ nhất là giảm nguy cơ mắc ung thư. Trà xanh có chứa cái chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi các cái tác nhân gây ung thư. Thành phần chống oxy hóa trong trà xanh hiệu lực hơn nhiều so với vitamin C và vitamin E, có thể giúp bảo vệ các cái tế bào không bị phá hủy bởi các cái bệnh ung thư. Thứ hai là ngăn ngừa bệnh tim mạch. Uống trà xanh giúp giảm lượng cholesterol và do đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Thậm chí là nếu ai từng bị đau tim, trà xanh có thể giúp ngăn ngừa tế bào bị phá hủy và tăng tốc quá trình phục hồi tế bào tim mạch. Thứ ba là làm chậm quá trình lão hóa. Trà xanh cũng giúp làm mờ các cái nếp nhăn trên khuôn mặt của bạn. Trong trà xanh có chứa polyphenol, một cái chất chống oxy hóa
chống lại các cái gốc tự do, giúp làm chậm quá trình lão hóa. Một cái tác dụng nữa là giúp giảm cân. Và đây có lẽ là cái lợi ích hữu hiệu nhất của trà xanh. Trà xanh có thể giúp đốt cháy mỡ và tăng cường cái khả năng trao đổi chất một cách tự nhiên, đốt cháy gần 70% calo mỗi ngày. Trà xanh cũng có thể ngăn chặn quá trình chuyển hóa glucose thành tế bào mỡ. Do đó mà cùng một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, trà xanh có thể giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả nếu bạn kết hợp uống trà xanh mỗi ngày. Tác dụng tiếp theo của trà xanh là giúp hệ xương khỏe mạnh. Chứa fluorua cao, trà xanh còn giúp hệ xương của bạn khỏe mạnh, do đó mà có thể bảo vệ xương khớp cho mình. Và hãy uống trà xanh mỗi ngày. Ngoài ra thì trà xanh còn có thể giúp giảm cái nguy cơ viêm khớp dạng thấp. Tác dụng giảm lượng cholesterol. Trà xanh có tác dụng hiệu quả trong việc giảm lượng cholesterol xấu, do đó mà tăng lượng cholesterol tốt hiệu quả nhiều hơn so với cholesterol xấu. Tăng cường trí nhớ, không chỉ giúp thúc đẩy sức mạnh cho các bộ phận trên cơ thể, trà xanh còn giúp trí óc của bạn thông minh hơn, nhạy bén hơn. Trà xanh giúp bảo vệ cái bộ não của bạn với cái sự hỗ trợ của các cái hợp chất hoạt tính sinh học và catechin, có cái tác dụng chống lại hoạt động của các cái gốc tự do. Các gốc tự do này vốn là những cái tác nhân gây nên những cái tổn thương màng tế bào của cơ thể, và nó cũng là cái nguyên nhân gây ra nhiều cái bệnh mãn tính hoặc làm tăng các cái nguy cơ bệnh ác tính. Không những thế, trà xanh còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson. Tác dụng tiếp theo của trà xanh là giúp gan khỏe mạnh. Các cái vấn đề về gan đang là vấn đề phổ biến ở nhiều nam giới hiện nay. Trà xanh giàu catechin cũng là một cái loại chất chống oxy hóa thực vật, có thể cải thiện chức năng gan và làm giảm lượng chất béo trong gan. Tác dụng tiếp theo là duy trì mức huyết áp. Trà xanh giúp kiềm chế angiotensin, một cái hormone gây ra cái sự co mạch và tăng huyết áp. Vì vậy mà uống trà xanh giảm huyết áp tốt với những ai mắc huyết áp cao. Ngoài ra thì tác dụng rất tuyệt vời nữa là giảm rủi ro bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy rằng uống trà xanh tốt cho việc cải thiện sự nhạy cảm với insulin và giảm cái lượng đường trong máu. Nói chung là lượng đường trong máu có cái xu hướng tăng theo tuổi tác, nhưng các cái chất polyphenol và polysaccharides có trong trà xanh giúp giữ cho cái lượng đường trong máu ở mức thấp. Nếu khẳng định trà xanh chữa bệnh tiểu đường thì chưa có tài liệu y học nào khẳng định, nhưng trà xanh giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 là điều mà các bác sĩ thường chia sẻ với bệnh nhân. Trà xanh tăng cường hệ miễn dịch. Trà xanh có chứa chất polyphenol và flavonoid giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, giúp cơ thể khỏe mạnh và mạnh mẽ hơn và có khả năng chiến đấu chống lại chứng nhiễm trùng. Tác dụng ngăn ngừa bệnh cảm cúm. Trà xanh cùng với vitamin C giúp cơ thể bạn tăng sức đề kháng với bệnh cảm cúm và cảm lạnh. Và cùng với chất chống oxy hóa catechin có trong trà xanh có thể giúp điều trị chứng bệnh này. Tác dụng giảm nguy cơ hen suyễn. Trà xanh có tác dụng lợi tiểu và làm giãn các cái cơ trơn hỗ trợ phế quản. Kết quả là đồ uống lành mạnh truyền thống này có thể làm giảm cái sự tác động nguy hại của bệnh hen suyễn. Một tác dụng nữa của trà xanh là ngăn chặn sâu răng. Chắc hẳn bạn đã biết trà xanh là cái thành phần được sử dụng phổ biến trong nhiều loại kem đánh răng, có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn dẫn đến chứng hôi miệng. Hơn nữa, các cái thành phần có trong trà xanh có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và virus gây bệnh răng miệng. Tác dụng tiếp theo, chữa nhiễm trùng tai. Trà xanh không chỉ được dùng để uống. Nếu bạn bị nhiễm trùng tai, bạn có thể ngâm một cục bông vào trà xanh và lau phần bị viêm nhiễm. Chắc chắn bệnh sẽ nhanh khỏi hơn nhờ cái tính chất kháng khuẩn có trong trà xanh. Và không chỉ giúp chữa bệnh, lá trà xanh còn có chứa nhiều thành phần có tác dụng tăng cường sức đề kháng, đẹp da, giữ dáng. Vì vậy mà đa số phái đẹp thường xuyên dùng nó như là một cái phương thuốc chăm sóc sắc đẹp hữu hiệu. Nếu kiên trì sử dụng mỗi ngày, trà xanh có thể giúp giảm cân, trị mụn, làm sáng mịn da và cả mượt tóc. Cái tác dụng ngăn ngừa lão hóa. Thì theo nghiên cứu cho thấy thì trong lá trà có chứa các cái chất kích thích giúp cho cơ thể chọn lọc những cái cholesterol tốt, nhờ đó mà cơ chế có thể ngăn ngừa cái quá trình lão hóa. Đồng thời, trong lá trà có chứa vitamin E rất tốt cho làn da, giúp chống lại quá trình lão hóa da. Sử dụng trà xanh làm nước rửa mặt giúp da mặt sát khuẩn, ngăn ngừa và trị mụn rất hiệu quả. Nếu bạn đang trong cái thời kỳ đèn đỏ, uống trà xanh mỗi ngày sẽ giúp cho làn da không bị mụn. Tác dụng giảm cân an toàn. Ngày nay thì trà xanh còn được sử dụng như là một cái nguyên liệu để giảm cân an toàn và hiệu quả.
Uống nước trà xanh mỗi ngày giúp bạn có một cái vóc dáng săn chắc và khỏe mạnh hơn. Trà xanh giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của cơ thể, chuyển hóa mỡ thành cái năng lượng và giải phóng năng lượng ra bên ngoài. Những người béo phì uống trà xanh sau khi luyện tập thể dục giúp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên thì bạn không nên lạm dụng trà xanh để giảm cân vì chất tannin dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Tác dụng làm đẹp da. Nước trà xanh được sử dụng nhiều trong các cái phương pháp làm đẹp da của chị em phụ nữ. Trà xanh có khả năng kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa và điều trị mụn rất hiệu quả. Bạn có thể sử dụng nước lá trà xanh để rửa mặt và tắm 2 đến 3 lần trên tuần sẽ có được một làn da sáng và mịn màng. Tắm nước bằng lá trà xanh còn có cái khả năng loại bỏ các cái tế bào da chết, nhờ đó mà mang lại làn da tươi khỏe và khỏe mạnh. Trà xanh có cái tác dụng rất lớn trong cái việc mà giảm sưng thâm quầng mắt thông qua việc làm giảm sự giãn nở của các mạch máu dưới mắt. Bên cạnh đó, nó cũng chứa một cái lượng nhỏ caffeine và tannin giúp làm giảm lượng nước trong các cái mô và thắt chặt vùng da quanh mắt, nhờ đó mà vùng da này không bị nhăn nheo, cháy xệ và trở nên sáng mịn rõ rệt. Quý vị thân mến, trà xanh có nhiều cái tác dụng tốt với sức khỏe, tuy nhiên thì sử dụng trà xanh sai liều lượng có thể gây nên nhiều cái tác dụng phụ ngoài ý muốn. Theo đông y thì trà xanh có tính hàn, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, nhưng tác dụng phụ của trà xanh không thích hợp với một số đối tượng có tiền sử bị bệnh thiếu máu, bệnh dạ dày. Trà xanh có nhiều tác dụng tốt đến sức khỏe, tuy nhiên thì sử dụng nước trà xanh sai liều lượng gây nên nhiều tác hại phụ ngoài ý muốn, gây thiếu máu. Catechin có trong trà xanh có thể là khiến bạn bị thiếu máu do thiếu sắt. Nếu là cái người nghiện trà xanh thì bạn nên bổ sung các cái loại thực phẩm giàu chất sắt và vitamin C. Đặc biệt thì còn gây nên cái bệnh loãng xương. Trà xanh ức chế cái việc mà sử dụng canxi của cơ thể làm cho bạn bị loãng xương. Điều này thì gây ra cái sự suy yếu của xương do thiếu canxi. Dạ dày khó chịu. Uống trà xanh khi mà dạ dày trống rỗng sẽ làm tăng axit dạ dày, gây ra một số các tác dụng phụ như là táo bón, buồn nôn và nôn, và ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu bạn đang mang thai hoặc là cho con bú, bạn không nên uống nhiều hơn 2 tách trà. Mỗi ly trà xanh có chứa khoảng 200 mg caffeine. Nếu bạn uống nhiều hơn có thể làm tăng nguy cơ thụ thai. Và một cái tác dụng nữa là tương tác với thuốc. Các caffeine trong trà xanh tăng tốc độ hoạt động của hệ thần kinh, gây nên các cái triệu chứng như là chóng mặt, tăng huyết áp, tăng nhịp tim. Caffeine đi qua sữa mẹ và có thể sẽ ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh trong cái thời kỳ mà đang cho con bú. Quý vị thân mến, trên đây là những cái tác dụng tuyệt vời của trà xanh. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết đến những cái tác dụng này của trà xanh đối với sức khỏe và sắc đẹp, thì chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị trong cái video này. Và ngoài ra thì cũng có những cái tác dụng phụ không mong muốn khi mà sử dụng trà xanh. Và cũng rất mong rằng với cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ cung cấp cho quý anh chị được rất nhiều những cái kiến thức bổ ích trong cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo của chúng tôi.